tương sớm rồi. Nhà em bán xôi không? Nhà em không bán xôi, nhà em chỉ bán rượu thôi. Anh có mua rượu không? Em bán rượu cho anh. Em nè một món quà mới đây. Giá cả bưởi như thế nào? Liên lạc với anh Kia ơi nhá. Follow Kia để biết thêm thông tin chi tiết. Follow Kia để biết thêm thông tin chi tiết. Xem hay xem. Happy One ơi xem. Xem. Hemi. Cảm ơn anh Soái Ca nha. Giúp mèo nào. Hemi.